Đà Nẵng sau gần một tuần áp dụng chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả người dân thành phố đều đã ý thức được việc không ra khỏi nhà, đồng lòng thực hiện ai ở yên nhà nấy và hạn chế việc đi chợ hay đến những nơi có nguy cơ cao. Mong cho thành phố sớm ngày chiến thắng đại dịch. Điểm chốt Phạm Cự Lượng giao với Nguyễn Văn Thoại. Những ngày qua, lượng người dân và phương tiện luôn được kiểm soát kỹ càng. Những trường hợp không cần thiết di chuyển vào địa bàn phường An Hải Đông hay có giấy tờ đi đường nhưng không đúng quy định đều bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu. Tinh thần cương quyết của các chốt điểm kiểm soát đang góp phần ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Việc đi đường không hợp lệ, không giao hàng cũng không đúng mục đích về cái mặt hàng thiết yếu, mà chỉ những giao hàng công sử dụng cho công việc hàng ngày thì chúng tôi buộc các đơn vị giao hàng vận chuyển về lại kho. Và khi nào hết thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta sẽ cho giao hàng. Còn những mặt hàng thiết yếu thì chúng tôi sẽ đảm bảo cho việc cung cấp cho người dân. Nếu như trước đây, người dân ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn rất hay đi chợ An Cư ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thì nay, với việc áp dụng chỉ thị 05, bà con cũng quen dần với việc hạn chế đi chợ và chỉ đi chợ ở địa phương mình cư trú. Mặc dù chợ Bắc Mỹ An đã bị phong tỏa, nhưng đối với nhiều người dân, đấy không phải là khó khăn lớn nhất so với sự nguy hiểm của dịch bệnh. Thường thường là cô đi chợ An Cư, nhưng mà trừ họ không cho thì mình ở nhà, mình đi xuống Vinmart rồi mua bát rau, rồi xíu thịt, đồ ăn sơ thôi. Kể cố gắng, nói chung là mong mọi người dân chấp hành để cho dịch không qua mau, rồi ai cũng phải làm ăn hết. Chứ còn như thế này thì cứ dài dài miết là cũng khổ. Đi chợ, mua thức ăn hay những đồ dùng thiết yếu là cần thiết đối với mỗi gia đình. Nhưng việc thực hiện hạn chế ra đường hay đến những nơi mua sắm của người dân nhằm chặn đứng sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh cũng là một điều đáng biểu dương. Cùng với cả hệ thống chính trị, người dân thành phố đang đoàn kết một lòng vì sự bình yên và an toàn của Đà Nẵng một ngày không xa.